Kính mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thương hiệu Việt được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chuyển đổi số ngành ngân hàng đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản lý tài chính, minh bạch dòng tiền và qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sáng hôm qua, mùng 8 tháng 5, dự ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 3 mục tiêu thời gian tới của chuyển đổi số ngành ngân hàng, gồm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp tiếp cận thuận lợi với tất cả các dịch vụ của ngành ngân hàng, tiết giảm chi phí về mặt thời gian, về vật chất, về chi phí tuân thủ, kiểm soát rủi ro, đẩy lùi ngăn chặn những tiêu cực trong ngành ngân hàng, tránh gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân. Người đứng đầu chính phủ giao 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để ngành ngân hàng phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản hợp lý, phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, khối lượng giao dịch hàng hóa trong tháng 4 năm 2024 lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Giá trị giao dịch trung bình đạt gần 7.000 tỷ đồng một ngày. Khối lượng giao dịch lũy kế 4 tháng đầu năm tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4, đậu tương là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm 5,5% tổng khối lượng giao dịch. Từ ngày 1 tháng 6, Hà Nội triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh phấn đấu đảm bảo 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng các giải pháp phần mềm tạo mã QR. Các cơ quan liên quan bố trí lực lượng hỗ trợ tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Mỗi năm Việt Nam chi khoảng 15 tỷ đô la Mỹ một năm nhập khẩu nhựa nguyên sinh. Con số vừa được Hiệp hội Bao bì Việt Nam đưa ra trong báo cáo đánh giá về thị trường bao bì nhựa của Việt Nam. Theo hiệp hội này, ngành nhựa Việt Nam đóng góp bình quân 17,5 tỷ đô la Mỹ một năm vào nền kinh tế. Tuy nhiên, chi phí nhập khẩu nhựa nguyên sinh chiếm đến 70-80%. Bao bì bền vững là một chuỗi khép kín từ sản xuất, sử dụng và thu hồi, thay cho khai thác sử dụng rồi thải bỏ. Nếu doanh nghiệp có thể tái chế được 50% rác thải nhựa đang bỏ đi, thì Việt Nam có thể giảm khoảng 1 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu nhựa nguyên sinh. Ngân hàng bán lẻ hay còn gọi là ngân hàng của người tiêu dùng là việc cung cấp các dịch vụ cho công chúng, chứ không phải cho các doanh nghiệp, các tập đoàn hoặc các ngân hàng khác. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, tăng trưởng tín dụng từ lĩnh vực bán lẻ đang là hướng đi của nhiều ngân hàng. Ngân hàng này dự kiến năm nay tăng trưởng lợi nhuận từ 6-8%. Với định hướng chuyển dịch sang bán lẻ, hiện ngân hàng có 26,5 triệu khách hàng và mục tiêu là 30 triệu khách hàng. Chúng tôi cũng tiếp tục cái chiến lược 2022-2026 là chuyển dịch MB thành ngân hàng bán lẻ. Với quy mô tổng dư nợ của MB trong năm 2024, chúng tôi dự kiến là trên 50% dư nợ là bán lẻ. Thì mảng bán lẻ thì nó cũng tương đối an toàn và phù hợp với cái chiến lược phát triển công nghệ của MB. Để đẩy mạnh bán lẻ, các ngân hàng cũng có nhiều hình thức như cho vay trực tuyến với khách hàng cá nhân. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người trẻ, ngân hàng này cũng vừa nâng cấp ngân hàng số thế hệ mới, cho phép vay trực tuyến chỉ từ 100.000 đồng. Có thể thực hiện 100% cho vay qua số. Và cái đặc điểm lưu vay nghĩa là chúng tôi có thể tạo điều kiện cho những người có thu nhập từ trung bình khá trở lên có thể dễ dàng vay qua vay ngân hàng và có thẻ tín dụng với những hạn mức từ nhỏ đến lớn. Với dân số hơn 100 triệu dân, độ tuổi trung bình là 33, tỷ lệ người dân sử dụng smartphone, internet cao và số lượng người giàu tăng nhanh hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam được nhận định là thị trường tiềm năng cho ngân hàng bán lẻ. Cái cấu trúc thu nhập của hệ thống ngân hàng trước đây chẳng hạn nó khoảng 80% là từ tín dụng, thì bây giờ nó còn khoảng độ tầm 70 hoặc là 68%. Như vậy là 30-32% hiện nay là nguồn thu từ dịch vụ và những cái lĩnh vực kinh doanh khác. Phát triển ngân hàng bán lẻ vừa là đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững, đồng thời cũng phân tán rủi ro, nhất là rủi ro về tín dụng. Trong đó, mạnh tay đầu tư vào công nghệ, chú trọng trải nghiệm của khách hàng đang là cách mà các ngân hàng chiếm lĩnh thị phần bán lẻ.
các hãng tăng giá vé máy bay nhưng vẫn nằm trong khung giá và đúng quy định. Thông tin này nằm trong báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, Cục Hàng không đã kiểm tra hoạt động bán vé từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 5 của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Viettravel Airlines và các đại lý lớn, khảo sát các trục bay chính Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, ghi nhận gia tăng tỷ lệ phân khúc giá cao. Tuy nhiên, theo Cục Hàng không, 60-70% vé bán ra của các hãng nằm ở phân khúc thấp và trung bình, tức là giải vé phân khúc giá cao chiếm tỷ lệ nhỏ. Riêng với giai đoạn lễ 30 tháng 4, mức tăng cao nhất của các trục này là 40% và thấp nhất là 2,1%. Vừa qua tại huyện Thanh Hà, Sở Công Thương, huyện Thanh Hà và Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tỉnh với hệ thống thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Tại hội nghị, các đơn vị sản xuất vải thiều và nông sản tỉnh đã trao đổi trực tuyến với các thương vụ Việt Nam ở 20 điểm cầu trên thế giới để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản ra thị trường thế giới. Tỉnh Hải Dương hiện có 8 nhóm nông sản chủ lực và 351 sản phẩm OCOP chất lượng cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, cấp mã số vùng trồng, cấp chứng nhận Việt Gap, Global Gap, gắn mã truy xuất nguồn gốc và hình thành mô hình chuỗi liên kết. Nhiều sản phẩm được xuất khẩu với số lượng lớn, thị trường xuất khẩu được mở rộng sang nhiều nước, nhất là các thị trường cao cấp như châu Âu, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, vải thiều Hải Dương là một trong 8 loại nông sản chủ lực của tỉnh, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Vải thiều Thanh Hà đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2007. Chúng tôi cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu là sẽ càng ngày càng phát triển mạnh về cái hướng chế biến sâu, chế biến về các cái sản phẩm để tận dụng tất cả cái nguồn nguyên liệu cũng như tài nguyên của quê hương mình. Thực ra các doanh nghiệp ở địa phương và sản xuất và chế biến tại địa phương thì nó rất là ít, nó cũng không nhiều so với lại các cái đơn vị khác, và đây cũng là những cái bước đi mới nên nó cũng còn nhiều những cái điều còn vừa là mới lạ vừa là khó khăn. Những ý kiến đóng góp trực tuyến tại hội nghị của các thương vụ Việt Nam tại Mỹ, Osaka, Nhật Bản, Malaysia, Pháp và Trung Quốc là những kinh nghiệm để các đơn vị sản xuất hàng nông sản có cơ sở xây dựng thương hiệu và sản phẩm của mình trong xuất khẩu đến những thị trường trên thế giới. Hôm nay với cái sự tham gia của rất nhiều các cái tham gia thương mại cũng như đại diện các thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài thì tôi cho rằng là cái việc mà quảng bá các cái sản phẩm vải thiều của không chỉ riêng của Thanh Hà mà của Việt Nam ra các thị trường nước ngoài thì cũng là một trong những kênh để mà giới thiệu quảng bá sản phẩm, kênh xúc tiến thương mại quan trọng, đóng góp vào cái việc mà đưa các cái trái vải của chúng ta ra các cái thị trường tiềm năng. Những ý kiến đóng góp thiết thực cụ thể cùng với việc ký kết giao thương giữa các doanh nghiệp với đơn vị sản xuất sản phẩm vải thiều Thanh Hà và nông sản của địa phương sẽ góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản ra nhiều thị trường trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ba Vì là huyện miền núi của thành phố Hà Nội, có thế mạnh sản xuất nông nghiệp. Để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, lãnh đạo địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất phát triển sản phẩm. Nhiều sản phẩm của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó sản phẩm sữa Ba Vì được chú trọng bởi chất lượng thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng, sản lượng cao. Giờ đây, sữa Ba Vì đã trở thành thương hiệu uy tín và quen thuộc trong đời sống của người Việt Nam. Ba Vì là huyện miền núi có địa bàn rộng, gồm nhiều loại hình đan xen giữa đồng bằng, gò đồi và núi cao, có thế mạnh chăn nuôi quy mô lớn của thành phố Hà Nội. Có lợi thế về diện tích đất tự nhiên rộng lớn, dồi dào các nguồn phụ phẩm, điều kiện khí hậu và nguồn nước trong lành. Huyện Ba Vì đã tập trung phát triển chăn nuôi những mô hình theo hướng chất lượng cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đặc biệt, từ lâu Ba Vì được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi bò sữa của thủ đô, luôn là địa điểm được chọn lựa để nuôi trồng các giống gốc về chăn nuôi và trồng trọt. Năm 1940, người Pháp đã đưa đàn bò sữa đầu tiên về Việt Nam. Sau đó là Cuba đưa gà giống Le Gò, lập trại tinh bò giống Moncada, tận dụng những lợi thế sẵn có của địa phương cùng sự hỗ trợ định hướng kịp thời từ phía chính quyền, sự mạnh dạn đi đầu của người dân. Ba Vì đang từng bước phát huy tiềm năng chăn nuôi quy mô lớn, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân.
Về kinh tế Ba Vì chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong cái nông nghiệp thì hiện giờ về chăn nuôi bò sữa là những cái điểm sáng của sản xuất nông nghiệp của huyện. Và đây cũng là những cái sản phẩm chủ lực của sản phẩm OCOP. Hiện giờ thì chúng tôi cũng đang quy hoạch những các cái vùng chăn nuôi tập trung và có những các cái khu để trồng cỏ để phục vụ cho sản xuất bò sữa. Huyện thì có những cái chính sách là thứ nhất là hỗ trợ cho những các cái máy thái cỏ, cắt cỏ cũng như là làm những các cái hạ tầng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để những các cái chỗ mà không phù hợp để cho trồng cỏ để phục vụ đàn bò sữa. Và hiện giờ thì chúng tôi cũng đã tạo ra được những cái sản phẩm OCOP để gia tăng cái giá trị của sản phẩm sữa. Để phát triển ngành nông nghiệp, huyện đã đề nghị thành phố sớm ban hành hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp để làm cơ sở triển khai, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, quy mô lớn. Có chính sách và mời gọi các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ và liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện như bò sữa, bò thịt, đà điểu, gà đồi, chuối, khoai lang Đồng Thái. Ba Vì cũng chủ trương chuyển phần lớn diện tích đất ở những nơi phù hợp và một phần diện tích đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang thâm canh trồng cỏ và cây thức ăn chăn nuôi. Xây dựng, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung với phương thức chăn nuôi công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao. Ứng dụng rộng rãi công nghệ số hóa trong công tác quản lý hoạt động chăn nuôi, đồng thời đề xuất chính sách, giải pháp, xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp, tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp, người dân đầu tư vào phát triển chăn nuôi bò sữa. Cây ngô đây là của nhà làm ra, mang về để thu gom về để ủ để cho bò ăn dần, để cho nó lúc thiếu cỏ hay là mùa đông, mùa mưa, mùa nước thì để cho ăn kèm thêm. Mang về để ủ vào bệch vào, hoặc là vào biển, minông thì đóng gọn, cẩn thận để bảo đảm cho con bò lương thực ăn. Con nào nó ăn khỏe thì nó nhiều sữa hơn, hoặc là nó ăn kém thì nó bị ít sữa, hoặc là vắt nâu thì nó ít sữa hơn, mới thì nó nhiều sữa hơn. Cân thức ăn thì nó vì cũng thế, nó có lúc thì nó 30-40 cân một con, nó ăn khỏe, ngày nó mát, nóng thì ăn nó kém hơn. Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, Ba Vì thực hiện công tác quản lý giống bằng phần mềm 4.0, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ sản xuất thực phẩm hữu cơ. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất giữa hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Tập trung phát triển thương hiệu, thị trường tiêu thụ sữa và các sản phẩm chăn nuôi của địa phương. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố đầu tư vào nông nghiệp địa phương. Tạo điều kiện cho các hộ vay vốn với lãi suất thấp từ nguồn quỹ khuyến nông. Hình thành các nhóm hợp tác xã trong liên kết sản xuất để trao đổi về công tác quản lý, kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiểm tra cái an toàn thực phẩm và kiểm tra của ngành dọc của các cái sản phẩm OCOP để đưa ra thị trường, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như là kích cầu của cái điểm bán hàng cũng như là gia tăng giá trị của cái sản phẩm sữa. Thì chúng tôi cũng đang có những các cái quy hoạch vùng làm du lịch, chúng tôi cũng có những các cái để đi tắt đón đầu để phục vụ cho ngành du lịch, thì dịch vụ ăn theo là có cái ngành nông nghiệp và đặc biệt là những cái đặc sản của địa phương, thì chúng tôi cũng đang có những cái định hướng là sau khi thị trường nội địa vững vàng thì chúng tôi sẽ làm những các cái sản phẩm tốt hơn, chất lượng tốt hơn, ngon hơn thì mới đưa ra cái thị trường nước ngoài được. Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Ba Vì hỗ trợ nông dân xây dựng sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm về nhãn mác, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, giới thiệu quảng bá sản phẩm. Các sản phẩm OCOP đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp huyện, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập ổn định cho người dân.
Hiện nay, thu nhập người dân huyện Ba Vì không ngừng được nâng lên, đời sống kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn ngày thêm khởi sắc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện. Nhờ chăn nuôi bò liên kết với các doanh nghiệp tổ chức tiêu thụ sản phẩm, nhiều người dân trên địa bàn xã Minh Châu, huyện Ba Vì đã nâng cao được đời sống, có thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Xác định lợi thế về đất đai, khí hậu, xã Minh Châu đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Xã đã triển khai các chính sách hỗ trợ về con giống, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, cải tạo chất lượng đàn bò, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi cho giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Về cái chính sách hỗ trợ thì xã đã liên kết với các ngân hàng để giúp cho bà con có nguồn vốn đầu tư để phát triển chăn nuôi bò sữa. Về giải pháp kỹ thuật thì chúng tôi phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông nghiệp thành phố, Chi cục Thú y và Trung tâm Khuyến nông thành phố để tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, về thú y, phòng trừ dịch bệnh cho con bò sữa. Nên về đầu ra thì chúng tôi phối hợp với các cái doanh nghiệp thu mua, đặc biệt là Vinamilk, đặt địa điểm thu mua gần xã Minh Châu để giúp thu mua toàn bộ cái sữa nguyên liệu của người chăn nuôi trên địa bàn xã Minh Châu sản xuất ra bán về cho Vinamilk. Hiện nay, Minh Châu đã xây dựng được liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi bò sữa, được nhiều công ty sữa ký hợp đồng bao tiêu, thu mua sữa của bà con trong xã. Xã cũng đang tập trung xây dựng vùng chăn nuôi an toàn, đồng thời phát triển ổn định đàn bò tại địa phương, trong đó duy trì tốt đàn bò cái nền để sản xuất giống, làm tốt hơn công tác tuyên truyền người dân áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo cho bò để nâng cao chất lượng. Bà con rất phấn khởi, từ ngày xin được cái sữa bên Vinamilk đấy thì tăng đàn bò của xã này nó rất là nhiều, được nhiều. Trước kia thì tôi cân cho quốc tế cũng chán, lúc ấy đã bỏ, định bỏ rồi. Thế là sau từ năm 2-3 năm nay thì xin được bên Vinamilk đấy thì là bà con nói chung là ổn định hơn, nó yên tâm về cái sữa đầu ra vào, không phải sợ, tức là sáng bắt là đi cân luôn, nhưng không như trước kia đi cân ngoài khổ lắm, mà sữa không đạt tiêu chuẩn, lúc ấy bà con đã chán rồi. Bây giờ là bà con bây giờ là đấy, mới có 5-2 năm bây giờ đàn bò của Minh Châu bây giờ tôi cũng chả nắm được, nhưng mà chắc thì được vài nghìn con đấy, nhà ít nhất thì có 20 trở ngược, còn tinh 30, 40, 50. Thì bây giờ là càng tăng đầu bò thì thu nhập thì nó lại càng cao hơn. Tận dụng sự màu mỡ của những cánh đồng cỏ bát ngát nằm dưới chân núi Ba Vì, nơi nông dân vẫn nuôi bò theo phương pháp chăn thả truyền thống và đang tập trung phát triển bò sữa theo quy mô hộ gia đình. Đây được coi là đại bản doanh của nguồn sữa bò tươi mà Công ty Cổ phần Sữa Con Bò Vàng đã liên kết với nông dân để khai thác nguồn sữa này và cho ra những dòng sản phẩm sữa vàng gắn liền với địa danh Ba Vì. Trạm thu mua sữa của chúng tôi là thu mua các cái sản phẩm sữa của bà con chăn nuôi. Thì bước đầu chúng tôi sẽ kiểm tra về chất lượng sản phẩm, như kiểm tra đầu tiên là cảm quan, thứ hai nữa là phân tích cái sản phẩm sữa để biết được cái độ khô, độ béo, cũng như là thử vi sinh, kháng sinh. Khi đạt chất lượng thì công ty chúng tôi sẽ hút về xưởng sản xuất. Và về xưởng sản xuất thì chúng tôi tiếp tục lại có một bước nữa kiểm tra. Sau khi đạt được theo yêu cầu của phòng chất lượng thì chúng tôi cho sản xuất. Và khi sữa được bơm vào các cái bồn phối trộn và đưa ra máy thanh trùng để thanh trùng cái sản phẩm sữa, và sau đó thì sẽ lên các cái bồn ủ, và khi đạt được sản phẩm đạt được cái chất lượng thì chúng tôi sẽ chuyển sang phòng rót, và từ phòng rót thì sẽ qua phòng bao gói và cho phòng lạnh để bảo quản, và lúc đấy sẽ xuất xưởng được. Công ty Cổ phần Sữa Con Bò Vàng Ba Vì đã liên kết với nông dân để phát triển một nhà máy lớn chế biến các sản phẩm từ sữa bò. Cho đến nay, Con Bò Vàng Ba Vì đã có hơn 20 sản phẩm sữa các loại đa dạng như sữa bò thanh trùng, sữa chua, bánh sữa, sữa hộp tiệt trùng. Đặc biệt, để cạnh tranh với nhiều thương hiệu sữa lớn tại Việt Nam,
công ty cổ phần sữa Con Bò Vàng Ba Vì đã phát huy ưu thế riêng của sản phẩm là sản xuất sạch, tươi và cho ra những sản phẩm sữa có thể sử dụng trong ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng luôn sáng tạo phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sữa không chỉ thơm ngon bổ dưỡng, an toàn cho sức khỏe mọi người mà lại có những hương vị đặc trưng. Trên thị trường thì chúng tôi đang phân phối với rất nhiều những cái kênh bán hàng. Thứ nhất là bán hàng cho những cái điểm dừng nghỉ, các khu du lịch tại vùng đất Ba Vì và phân phối một số tỉnh thành trên cả nước. Và bằng nhiều kênh bán hàng như online, offline. Và đối với cái sản phẩm của chúng tôi phân phối thì hiện nay có những cái dòng sản phẩm như sữa chua. Sữa chua thì có rất nhiều mã sữa chua như sữa chua nếp cẩm, sữa chua nha đam, sữa chua dừa non, sữa chua phô mai và nhiều những dòng sản phẩm khác nữa. Thì đối với cái sản phẩm bánh sữa thì có bánh sữa sô-cô-la, bánh sữa non, bánh sữa hạt và bánh sữa vị truyền thống. Và sữa nước thì có cái dòng sản phẩm như trà thái sữa, sữa bắp, sữa trân châu và sữa dừa non. Áp dụng quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, hệ thống chế biến sữa, hệ thống thiết bị lên men, hệ thống thiết bị đóng gói sữa chua, phòng kiểm tra chất lượng đều được đầu tư quy mô. Nhà máy đặt tại trung tâm vùng nguyên liệu sữa nổi tiếng lâu đời với sản lượng sữa lớn, được xác định là khu chăn nuôi bò sữa trọng điểm của thành phố Hà Nội và quốc gia. Nhờ vậy, công ty cổ phần sữa Con Bò Vàng có lợi thế trong việc thu gom sữa tươi từ các trang trại bò sữa và tiến hành chế biến, sản xuất luôn trong ngày, rút ngắn được thời gian vận chuyển nguyên liệu và đảm bảo nguồn sữa luôn tươi ngon. Với năng lực sản xuất một ngày 4 tấn sữa tươi, 150 tấn một tháng, công ty đang nỗ lực để đưa những sản phẩm sữa Ba Vì thành sản phẩm tiêu biểu của nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP nổi bật của thủ đô Hà Nội. Đối với công ty chúng tôi hoạt động thì cũng được sự quan tâm rất là nhiều từ Ủy ban nhân xã Tản Lĩnh cũng như là huyện Ba Vì, và đặc biệt là Sở Nông nghiệp thì cũng có nhiều những chương trình hỗ trợ, như là hỗ trợ về phát triển đàn bò cho bà con chăn nuôi, cũng như là hỗ trợ cho công ty những cái dòng máy để phân tích sữa. Công ty chúng tôi cũng đã đạt được những cái chứng nhận như sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Và đối với thành phố thì thường xuyên có những chương trình hội chợ, những cái điểm bán sản phẩm OCOP. Thì từ đấy công ty chúng tôi cũng quảng bá và giới thiệu được sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng trên cả nước. Công ty cổ phần sữa Chị Vàng cũng là một doanh nghiệp lớn kết hợp với các hộ nông dân cùng đầu tư, chọn loại giống, cam kết tiêu thụ sản phẩm và cùng thụ hưởng lợi nhuận. Ngoài việc ký cam kết tiêu thụ sữa cho người dân, công ty còn thực hiện hướng dẫn người chăn nuôi về kỹ thuật, con giống, đảm bảo từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Các khâu sản xuất từ nguồn nước, thức ăn đến thời gian cho bò ăn, thời gian vắt sữa, thu mua đưa vào nhà máy chế biến thành phẩm đều được quản lý một cách khoa học, chặt chẽ. Với cái phương châm là sản xuất phòng các sản phẩm truyền thống bằng cái nguyên liệu sẵn có của địa phương là sữa tươi nguyên chất. Công ty mình có tất cả 14 sản phẩm. Các sản phẩm đều làm từ sữa bò tươi. Các cái sản phẩm thế mạnh của công ty cổ phần sữa Chị Vàng Ba Vì chúng tôi thì gồm có sản phẩm sữa chua lếp cẩm, sữa chua bò, sữa chua dê và sản phẩm bánh, thì bánh làm từ sữa tươi nguyên chất, bánh làm thủ công, mang chọn cái vị truyền thống của đặc sản Ba Vì. Mỗi ngày, ngay sau 2 ca vắt sữa bò vào sáng sớm hoặc chiều muộn, các hộ dân sẽ mang mẫu sữa tới trạm thu mua. Các mẫu sữa này được kiểm định chặt chẽ về thành phẩm và chất lượng tiêu chuẩn quan trọng như hàm lượng chất béo, chất khô, vi sinh, kháng sinh. Số sữa qua kiểm định đảm bảo chất lượng sẽ được vận chuyển về nhà máy bằng xe chuyên dụng. Hiện nay, công ty cổ phần sữa Chị Vàng đã và đang tăng cường hợp tác, đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại trong ứng dụng quản lý quy trình sản xuất khép kín, đồng bộ từ khâu nuôi trồng đến phân phối sản phẩm chế biến từ sữa, đảm bảo sạch, an toàn, tươi ngon, bổ dưỡng.
Công ty luôn chú trọng việc xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức tập huấn kiến thức, xây dựng hộ chăn nuôi bò sữa kiểu mẫu, đảm bảo liên kết chăn nuôi bò sữa với giá cả hợp lý để nông dân có lợi. Từ khi thành lập thì cho đến nay thì từ là từ rất là cơ sở, sau đó đến công ty cổ phần xuất khẩu hàng, chúng tôi cũng được ủng hộ sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như là chính quyền các cấp như phòng kinh tế huyện Ba Vì rất là ủng hộ từ vấn đề về vốn, cũng tiếp cận được cái vốn vay của khuyến nông trung ương là do sự giới thiệu từ huyện Ba Vì. Và cũng khi các sản phẩm ô cốp thì được lãnh đạo phòng y tế huyện cũng như là ủy ban nhân dân huyện rất là tạo điều kiện cho công ty có được những sản phẩm ô cốp đạt được sao. Trong thời gian tới thì công ty rất mong muốn là đưa được sản phẩm đi xa hơn, có thể vươn tới năm sao và ra xuất khẩu. Nhờ ngày càng được tiếp cận với kỹ thuật chăn nuôi bò sữa tiên tiến, các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Ba Vì luôn tuân thủ thực hiện đúng quy trình sản xuất chăn nuôi để cho ra các sản phẩm sữa sạch, an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, nhờ quản lý chặt từ khâu nuôi, chăm sóc, vắt sữa tới khâu chế biến, nên chất lượng và nguồn sữa nguyên liệu của Ba Vì luôn ổn định. Giá thu mua sữa cũng luôn đạt mức cam kết, giúp các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Bò sữa được chăn nuôi trong môi trường thiết kế riêng biệt, thông thoáng, được nghe nhạc, gắn chip điện tử báo về tổng hệ thống, đảm bảo theo dõi chặt chẽ về sức khỏe của từng con bò trong nông trại. Với công nghệ hiện đại này, chất lượng sữa được kiểm soát nghiêm ngặt, tạo ra nguồn sữa tươi 100% tự nhiên, đạt chuẩn chất lượng. Việc gắn kết giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi trong tăng cường đầu tư hệ thống chăn nuôi ngày càng hiện đại đã góp phần đưa nghề chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Ba Vì ngày càng phát triển. Với khả năng đảm bảo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm sữa đảm bảo chất lượng và sự kiểm soát chặt chẽ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu sữa Chị Vàng sẽ ngày càng trở thành sản phẩm ưa chuộng với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đây là công đoạn cắt bánh và cán bánh và cắt bánh của công ty bọn em. Còn quá trình ra được những mẻ bánh như này là phải cô đặc sữa ở bên kia khoảng 6 tiếng đồng hồ mới ra được những mẻ bánh như này. Đây là bánh thì bánh truyền thống, bọn em làm bằng tay, thủ công bằng tay mà rất là ngon, thơm ngon. Ở đây bọn em làm thì rất là thoải mái và công việc thì ổn định ạ. Thu nhập thì cũng nói chung là đủ cho bọn em thu nhập, có nghĩa là chi tiêu là với phù hợp với bọn em là được ạ. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện ngày càng lớn mạnh, Ba Vì đã và đang tạo mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tiếp tục xây dựng đội ngũ nông dân mới chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương. Đặc biệt, hiểu được giá trị kinh tế của sữa Ba Vì mang lại, huyện đã chủ động dành quỹ đất trồng cỏ, tạo ra nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò đủ về số lượng và chất lượng, trồng các giống cỏ mới năng suất, chất lượng cao. Áp dụng công nghệ chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh để nâng cao giá trị dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa và hấp thu, tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, đẩy mạnh chương trình khuyến nông chăn nuôi theo chuỗi khép kín, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm người chăn nuôi bò sữa có thể làm chủ được kỹ thuật để sản xuất sản phẩm chăn nuôi an toàn và hiệu quả, chuyển giao quy trình công nghệ chăn nuôi cho nông hộ, trang trại phù hợp với từng đối tượng vật nuôi và vùng sinh thái. Khẳng định Ba Vì là vùng đất hiếm của Việt Nam, hội tụ đầy đủ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành vùng đất đặc biệt, thích hợp cho việc chăn nuôi bò sữa. Từ đó nâng tầm thương hiệu sữa Ba Vì lên tiêu chuẩn quốc tế về giá trị chất lượng và dinh dưỡng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự nâng tầm thương hiệu đặc sản Ba Vì. Phóng sự đã khép lại chương trình Thương hiệu Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.